Xin chào cả nhà, Trang đang ở thành phố Angeles nè cả nhà, biển nè cả nhà. Bãi biển ở đây sạch và đẹp lắm nha mọi người. Như mọi người thấy thì đầu mùa hè đã có nhiều khách du lịch đến đây rồi. Thường thì giữa mùa hè đó khách du lịch đến rất là đông và bãi biển ngồi chật kín cả người.